Sao trời nè. Fairy tales. Ê, nhìn cái này nè. À, cho mình biết độ cao luôn. Ôi sao trời của tôi bay mất rồi. このような技術は今後世界中に売り込みますか？そうですね。今日本では他の場所でもいろいろこういった技術が発展しているんですけども、もっともっと世界中のまだまだビルが建ってないような地域にものがこういったバイオマスが入れば。Hiện nay ở Nhật Bản cũng có một vài nơi sử dụng công nghệ như của chúng tôi rồi, nhưng mà tôi hy vọng là công nghệ của chúng tôi ấy sẽ được bán nhiều trên thế giới. Và hiện nay cũng có nhiều nơi chưa có tòa nhà cao tầng, nhưng mà sau này tôi nghĩ là những cái công nghệ như này và được áp dụng vào trong những cái tòa nhà cao tầng thì tôi nghĩ là rất là tốt.